Okay, hello everyone and welcome to Unit 8 again that we're talking about where I live. So in here we are going to continue on the student book on page 58, right? That today we will focus on preposition. So what is preposition, right? Bạn chân ở xuống đây ngọt nên chân ở ngày nắng dương và to mê riêng mùa dương thiết nên không mê riêng tìm với là dương dễ dùng pi where I live nát cái line được chân đúng rồi. Chân ở ngày nắng dương nâng bật to mê riêng mùa dương thiết to nâng preposition nơi khăn ông student book tùm qua thì hạ sạc tạm bầy. Okay, let's go ahead. Ok, chân ở nơi khăn ông student book qua dương thông khăn ông bàn khờ nhé nơi tùm qua thì hạ sạc bầy nâng cứ dương dạy ông bí Robert's bedroom mà dương dạy bí tục kinh đồ bó Robert. Chúng nơi khung cái này nó kịp đầu tầm khăn từ lời prepositions và chương preposition ở thị trường bán bỏ prai dương mà đồ hai người muốn dùng bỏ thật thế chương thế này cứ dịch biệt là dùng phở sử nghiệp chuộc nó chuộc clear này hay có bởi dục này. Ok, chương ở nơi khung nâng cái đã number one located prepositions và cái ao dương mới tất cả preposition thường ở này chương dương khơi nơi khung này và dương khơi preposition cái đặt nơi tì tàng trên sân thế này là bây một hai nhầm bí anh này bảo vì nát chân dương khơi thì muối cứ in in mình này thà khnồng mà chân khơi thở cái đạo viên này khnồng bảo mình nữa và on mình này thà nửa lờ mà nửa lớn và under mình này thà nơi thằng cáo and next to mình này thà các bài và chân ở anh này này giờ bịa nắng cứ mình này thà khnồng lớ và anh ấy cứ nơi thằng cáo hồi mùi chết lại nít cứ mình này thà nơi các bài. Chúng ta ngọt khi mơ từ căn lục tiếp, so look at the picture and then recognize the scene. Where is it? Chúng ta ngọt khi mơ lục tiếp nâng hơi đọc mót dư ngọt thử cả cọt tầm khó thà lục tiếp nâng nấy. Nơi là. Ok, chúng ta bắt đầu bây giờ mơ lục tiếp nâng ở xong mơ từ căn exercise number 2. Exercise number 2. Look at Robert's bedroom. Write a preposition from exercise 1. Okay, chương ở number 2, look at Robert's bedroom, write a preposition from exercise 1. Chương ở nơi trong exercise 1 mình ở dùng miền ở preposition là cái mình hành bị ắt tên này hết. Chương cái ao dương ở mớ tới căn ở Robert's room mà Robert's bedroom đó và bản tục kỳ của Robert. Tiếp mà sẽ say nơi preposition ở bị exercise 1. Okay. Chương này miền nơi trong text script 8.6 mình nhắm chọn chuẩn hay. Ok, lấy ở mọi cảm thấy dương mơ ví dụ bằng bà đá hoa dương sẽ nào hay tiếp nhận nên check out hai nến chỉ mùi nến là cảm bộ khai phòng. Ok, let's go ahead. Tape script 8.6. Robert's bedroom. 1. His laptop is on the desk. 2. The CD player is next to the laptop. 3. There are 3 books on the floor next to his bed. 4. His car keys are in the drawer. 5. There's a football on the floor under the desk. 6. His trainers are next to his bag under his bed. Ok, chẳng ở nơi cái này nó cứ như bạn sẽ đọc lưỡng tại tôi nâng cao của bệnh preposition. Chẳng ở từ ngọt này ai sẽ đọc bằng thái mà nơi khả năng thiệp sư bệnh nhân bạn bắt đầu nói. Chẳng ở lấy dân check từ trong đó từ ngọt này. Ok, okay chẳng ở nơi khả năng tìm mũi ở cái bàn giải tha his laptop is on the desk. Và chứ một bệnh đã on. Và his laptop is on the desk. Chẳng ở his laptop nơi thà computer laptop of what cứ nơi lỡ top desk nó cứ top on bao nhiêu và cái number 2 the CD player is next to bao nhiêu một bên đời next to cứ nơi các bài và trên cái tha ở machine chạy CD cứ nơi các bài laptop và number 3 there are 3 books on the floor next to his bed và trên cái bên đời on and next to nơi lớn hay nơi nơi các bài thì tha miễn sẽ tới bài các bài nơi lớn cầm ra floor mình này thả cầm ra được gần nửa đất next to và nơi thứ ba his bed và cái là bảo quản. Ok, go ahead to number 4 và
His car keys are in the drawer. Chân ở car key lại nó car từ lá key lại nó từ con sao chứ car lại nó từ chữ adjective modify key nên thà lại nó cứ bỏ thà his car key nó cứ ở con sao làn rồi bỏ quát are in the drawer và drawer lại nó cứ bỏ thà thọt tọc mà mình nhạc cú đó và thọt tọc chân cái thà ở sao làn rồi bỏ quát cứ thật mình không thọt tọc. Number 5, there's a football on the floor under the desk. Thì ta miến ba muối nơi lơ cũng đã thất và nơi lơ cũng đã thất và nơi hàng cầm tập mà tập ở nơi desk nơi cầm tập. Number 6, his trainer are next to his bed under the, his bed. His trainer và trainer lại nó cứ xong rồi cái là nó và trainer lại nè. Chẳng his trainer are next to his bed. Cứ thật nơi cái bài cặp bộ là bỏ quát under his bed mà nơi khẳng cái đóng cái đó bỏ quát thì cái lại nó nghe gì mà chẳng ở cái lại nó biết được cái bài thì nó thật thầm mình tách cứ biết chẳng mùa đó thà cái lại nó cứ dừng khơi nhờ trainer mà trainer và trainer nó cứ xong rẽ cái lá và mình sẽ bài chơi mình đây nè nè ok hay mùa chết cứ biết drawer mình này thả thọt tóc hồi đến khảo khí cứ sao làn sao làn và chân cái này nó cứ dừng chạy cái này nó cứ dừng phần chính bố đã on thì be next to thì bấy on and next to thì bốn in thì pram on and under hồi đến thì pram bối next to hồi đến under đấy. Okay, everyone, let's go ahead to the next part. In here, number 3, ask and answer questions about Robert Sings. Cái ao dừng xuống, hơn nâng chào xuống nữa. Ông phí vật thổ. Robert, Robert. Robert Sings, Sings này thằng vật thổ. Vật thổ được gọi Robert. Robert, Robert, Robert. Chứ nếu không nâng dừng ai phía ca xuống xuống nữa. Tại tổ nâng tìm tăng đó dừng. Ta bị vừa nó vừa chẳng chỉ W A word để dùng tiền hết vừa tại tổ nó thì tăng. Ok, chẳng lại nó dùng anh để thao where's Robert CD phải không? Where Robert CD player? Bà ta ở CD player thì còn xin chặt CD rồi bỏ Robert nó nơi nè. Chẳng lại nó dùng anh apostrophe s lại nó mà nó to be is nữa. Where's the Robert CD player? Ta CD player mà xin chặt CD rồi bỏ Robert nữa. Nè, apostrophe s lại nít cứ chia possible khác những bàn điện thoại đại nát. Ok, chứng nhận A chào bàn thà it's on the desk next to the laptop mà nguyên ở lưu tóc bài và computer chứng mở rồi còn ở thì tăng nát tam ở bây giờ mở khởi nát. Ok, you can also say where are his car key mà ta sao làm một quát nơi nà thế sao làm một con này nè. So they in the drawer. Phụ quý nữ nóng thọt tục mà chân lại nó dùng ra đấy để sao nó mình trả nó mà. Ok, chân ở cái này nó cứ miên vật thổ như trời. Chân cái ao dân xu xung lúa đây thế. Ở đây ta biết thằng ở này. So ask about his CD player, car keys, sport bag, pants, magazines, credit cards, jumper, lamp, alarm clock, trainers, photos, and map. Chứng ở CD player này dùng đẳng xin chạy CD. Car key cứ ở sau lá. Sport bag, mà sport bag cứ cầm bộ cái lá. Pen, bag, magazine, và magazine như này thà tôi sẽ nào ở đấy. Cái này cứ credit card cứ card credit. Và jumper, mà jumper nó cứ ai và làm và làm vũ alarm clock cứ nghe là cả rú trainer cứ xong rẻ cái lá photos rút hiếp and mặt và mặt nó cứ tôi cài với mình là càng không thủ nó thì ông chúng mình thả mặt. Ok, chừng ở cái này nếu tôi ngọt này ai bảo xin lùa này cứ dùng bảo VS Roberts và bắt đầu mới dùng trên đùa CD player này đặc biệt ngọt này nè car key và sport bag pen extra chúng dừng cái này nó dừng xong khi dừng thôi được luôn ai nè. Ok, ok, next we go ahead to number 4, close your eyes ask and answer question about things. Và chúng cái này nó cứ ao dừng
bật nét mà bật nét and ask and answer question about seeing in your classroom xuống hơn trả lời xin lỗi ông pi bật thốt đại miên là nóng thân ái riêng đó bọn nè và người ta lấy dương ở nước tia dương ai giờ anh chơi ông pi bật thốt nước tia bọn dương các bạn này okay chứng xin lỗi cứ đôi khi dương ai ta xin lỗi về right we have shown dictionary và ta ở quan trọng là trong đó bọn chưa nói nơi nào mà chẳng lại chưa nói cứ dương ai chun được gọi chun an nhỉ dương ai chỉ nuốt đời là nào mà nét ai chỉ ôn bơi dương các bạn mà chun là nét apostrophe em chỉ cảm xúc hơi chuyện đặt nửa vật thổi mùi chân tôi mới dương ai ở vậy sau được luôn ai được họ thả it's in his bag mà vì nó không cặp bộ được bỏ qua đến chân thôi ok đứa con ấy tự tăng này nè ok let's go ahead to another point nhé chẳng lại những dương ở chấm ăn vào được luôn ai thì lấy dương châu được cho mình một chuyện ok. Okay, in here for the next page, và trong cái này nơi tập phổ bắt đầu từ nơi tập phổ thứ hai sẽ bắt đầu buồn, tập phổ thứ hai sẽ bắt đầu buồn, dùng anh practice. So question and answer, và trong số nút hai nên trả lời. Number one, put the word in the correct order to make questions. Và cái ao dùng đặt biết nơi khả năng tự tăng và tâm trí, và tập máu và cao vị trí chia số nút. Chân cái lại như hiện một bạn tên nó phụ biệt vì vậy mà nhẹ nháy chân nhỏ này ai mưa nó không thấy và tỏ mối dân sẽ đọc nhé thì tỏ mối dân chạy chân lợi dù mùi kia và chân đây cái lại như những bạn đã chân lợi ở từng ngọt này hơi chân từng ngọt này sẽ đọc tạp vì lưu chân lợi ok let's go ahead and listen tape script 8.7 questions and answers 1 do you live in a house or a flat 2. How many bedrooms are there? 3. Okay, sorry, said again. Tape script 8.7. Questions and answers. 1. Do you live in a house or a flat? 2. How many bedrooms are there? 3. Is there a phone in the kitchen? 4. Is there a television in the living room? 5. Is there a DVD player under the television? 6. Are there a lot of books in your bedroom? 7. Are there any pictures on the wall? Ok, chân ở cái lại nâng dương ở khơi nhất trả tôn tại nâng ca một quênh trả tôn xùm lúa chân biện cứ nó không bị dụng thì mỗi dương một quênh đó do you live in a house or a flat và ta nét đồ nơi không có thể được gặp trả về. So number 2 here, number 2 như miếng biện cho anh chứ chân dương một quênh đó how many bedrooms are there ta miếng mình tục kênh bởi màn nó how many miếng thật màn. Number 3 is there a phone in the kitchen là ta miền ở tù sạp và mát nơi khốn đẹp bài và cái number 4 is there a television in the living room mà ta miền tù tù của mát nơi khốn living room cứ bật tù nhiều. Number 5 nhé, number 5 là này is there a DVD player under the television và ta miền ở mặt sân chạm DVD nơi khẳng cầu nhé tù tù ta tì và so number 6 number 6 are there a lot of books in your bedroom ta mean suppose ជា ច្រើន នៅ ក្នុង បន្ទប់ គេង របស់ អ្នក មែន អត់ បាទ okay the last one number 7 are there any pictures on the wall ta mean រូប ភាព ខ្លះ ខ្លះ នៅ លើ ជញ្ជាំង ដែរ ឬ អត់ right okay អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ ងាយ ងាយ ទេ បាទ អញ្ចឹង យើង គ្រាន់ តែ ស្ដាប់ sao bịa nó không biết gì ao riêng ấy, chân dùng hoàn là snap đầm bầy tìm tuột nơi chầm lầu, ao giờ tiệm về bạn cầm thấy hoàn bạc cao chỉ sử dụng tập anh thế, ok? I do hope you understand about this point, right? Now that go ahead to the next. Okay, chân number 2, client practice number 2, work with a partner ask and answer questions about your home. Chân thưa ca cho mỗi đại cụ được bỏ nhé, và tuột máu xuống hai lần lầu xin lúa. Ông Pi Pia đã bỏ nè chân cái này ní kia ao dân ăn hoạt được khuôn hay nè chân ngọt nè
control with the clone eye like this. Thì bấy đôi khi cái ao dùng and what đấy cái ao dùng work with partners. Work with partner nè, thứ ca chỉ muốn bài cũ. Chẳng dùng mình student A and student B đấy. Chẳng mà dùng mình student này chỉ muốn thế này thế hay anh chỉ muốn bầu được bầu như thế. Okay, chẳng ở student A look at the picture on display và mở từ cái nào được viết từ bộ này and student B look at the picture on page 141 chẳng mở được viết nơi không từ bộ thì mở sai mùi nè chẳng your picture are different talk about them to find the differences mà chẳng cái ao dùng mở từ cái được viết là cái nào được viết từng ao nó cứ về opportunity có cái difference different và có cái talk about them to find differences. Và chẳng vì giấy ông bí phụ viết đọc bây sản rốt nữ phép khóc này. Ở chẳng lại nó dừng khơi việc different hay là differences. Và chẳng differences nó cứ chỉ nào đó mình tập phép khóc này được khá khóc này. Different cái lại nó chỉ adjective mình là thà khóc này nè. Chẳng ngọt này khơi different nè. Anh ấy chỉ adjective, anh ấy chỉ nào nè. Chạp cho lòng thế này. Ok, chẳng ở nơi khả năng ở trong đó thì bây giờ thì bây giờ xong rồi ngọt nghiệp chỉ dùng phơi về được luôn ai nhé. Và kể là dùng mơ tài can ở trong đó bật tuộc mùi tiết nhé. Chúng mình bật tuộc mùi tiết này chỉ trong đó chẳng có để dùng thử riêng ngày năm bài thế. Chẳng dùng mơ tài can trong đó mùi tiết cứ trong đó thì 4 cái ở dùng listen to a description of one of the rooms. Which room is it? Mà chẳng cái ao dừng snap how before the near on one of the room nè, bật tục mùi nè, bật tục mùi khi nông chân nông bật tục tập ổn. Which room is it? Mà chẳng cái xua tha nơi bật tục mùi nà. Đấy. Và chẳng ở anh ấy cứ chỉ rụp hiệp hay ở cái ao dừng snap nè, cái ao dừng snap mà lấy dừng châu tập snap tí sân. Ok. Và chẳng anh ấy cứ chỉ ở chùm lao để miếng sáp hay dừng ở hạt tập bọt nên cả sẽ đọc ở dưới chân từng học này ai mơ và đá sẽ đọc và đá ở đây nè. Ok, xin go ahead, let's start listening. Tape script 8.8. Which room is it? There's a cat on the sofa and there's a phone on a small table next to the sofa. There's a CD player with some CDs under it. Not a lot of CDs. There isn't a TV. And there aren't any pictures or photographs on the walls. There's one lamp. It's next to the table with the phone. There are two tables and two armchairs. There are some books under one of the tables. Okay, chẳng ở cái này nắng ở chừng nữa. Nên tha chấm lại câu viết cứ là nắng được không được kịp bì nè, được không được kịp bì. Và xin lỗi là cái số thao which room is it nên cứ dùng nói với nó trong cục kiếp bì đấy, nó trong cục kiếp bì chẳng là nó nâng kê bàn để thao there's a cat on the sofa mà nơi mình là miền chma mũi nơi ở lưu salon and there's a phone on the small table next to the sofa mà hồi ở có miền nơi ghế tù sáp nơi lỡ tóc tôi mũi nơi bài salon mình lại there's a CD player with some CD under it mà chứng cho tham miên mà sân chặt ở CD muối chìm muối nâng ở CD lắc lắc rồi CD muối chìm muối sắm như ai bỏ tham muối chìm muối được lắc lắc nơi thằng cầm về not a lot of CD và hoặc miên CD chào này của bạn thì there isn't a TV and there aren't any pictures or photographs on the wall mà mình miên tu tu how có mình miên rút kiếp rứ có rụt thọt khắc khắc nơi lỡ chàng phong đài. There's one lamp và miên bú mùi. It's next to the table with the phone. We had nơi chật tóc nơi máy tủ sạc. There are two tables and two armchairs. Và miên tóc bí hơi nâng cả ấy bí. Và there are some books under one of the table và miên ở cái super khắc khắc nơi hàng cầm one of the table và nơi hàng cầm tóc và one of the table nó cứ mỗi cứ nơi cầm tóc mình đặt hàng cái hàng vậy tham mình super khắc khắc và hay super nó cứ nơi cầm tóc chẳng á và ok chứ cái này cứ chỉ
bot listening của dương á để dương bị bỏ đi em bị rụp phiệp nâng chẳng dương ai ở mưa nâng không ở rụp phiệp nâng bàn á bà vấn đề ở nâng không ở rụp phiệp nít cư dương dạy thay nâng không rụp phiệp bì á bà chẳng mẹ rụp phiệp ở đại dương khơi như tiền chẳng ở rụp phiệp đại dương khơi ní ở xe chẳng dương mưa nâng không ở rụp phiệp mới thiệt bà. Ok, lâu ở rụp hiếp nâng ở dương ở Spanh Độ trong rụp hiếp bì nâng và ok, lâu dương ở châu tôi chẳng mất mùi thiết đầm bây bị chọc mì dân dương này nâng. Ok, dương dạy bì point number 5 và đài nâng 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 dương focus on checking và dương mới từ lỡ bị dốt đã trầm trái rồi có mình trầm trái. Ok, so number 5, tick the correct sentence và cái áo dương thích nâng ở bị dốt đã trầm trái. Chẳng nâng nâng dương mơ tài một đồn tức từ lỡ bị dốt đã trầm trái nâng. Ok, ví dụ number 1, ví dụ number 1 cái thà is a sofa in the living room. Is a sofa in the living room. Chính cái lại những ở trầm trời thì ví dụ đã trầm trời cứ is there a sofa in the living room mình này thà ta miến sẽ lòng mũi nó không được tục chụp nhiều đài on. Và number 2 và chính cái lại ní ví dụ mình sập chịch nè và mình sập chịch và nên cái này cứ subject đấy, bên này subject này ở trong thằng với subject ở trong đào từ lần đằng này chỉ cái is there nhá. Okay, number 2, there's DVD player on the floor or there's a DVD player on the floor. Chứng cái này cứ càng cao mới có trong từ đây là sao cái này dùng ở mean article ở nhá, dùng article ở. Okay, chứng một chiếc number 3, chứng number 3 okay, number 3, are there a poster on the wall? Cứ miền poster nở lờ chỉnh chàng nâng, rồi có are there any posters on the wall? Bà, chứ ở cái này cứ càng cao mình trăng trời xa tại khi gần là dùng poster vì chụp phụ ở trên nạn chứng như are there not cái này nâng, chứng như are there cứ ảnh đích đặt khác chí plural, okay, number 4, my keys are in the drawer or my keys are on the drawer. Và chân cái này dùng pra in the drawer mình thả này thành trắng. Như sai ở drawer mình thả là bỏ những nơi thằng khá đông này thằng lờ thọt tọc rồi bà. Ok, number 5, the last one, the lamp is next to the bed or the lamp is next to the bed. Và chân dùng pra bị next to mình thả bài nên chân cái này the lamp is next to the bed. Right, ok, so thank you for this session and see you for the next session on page 60 and thank you, good luck for you. Bạn chân ở ô cũng sẽ mẹ bởi ngày đến hay chụp cái nơi khả nông tổng bộ thì học sắp sẽ mẹ session khối hay xong xong nào ở sẽ mẹ bởi ngọt nha.